Xin chào tất cả các bạn. Trong video này sẽ minh họa debug gỡ lỗi JavaScript ở trên trình duyệt Chrome. Mở chương trình Visual Studio Code và trở lại cái file debug.html, kích phải và chọn Open with Live Server để mở file debug ở trên trình duyệt Chrome. Kết quả thực hiện của file debug.html trên trình duyệt Chrome, và trên Chrome cung cấp cho chúng ta cái công cụ Debugger Tool rất là hữu ích. Kích vào menu và chọn More Tools và chọn Debugger Tools, và giao diện của cái cửa sổ Debugger Tool sẽ xuất hiện. Chọn Source và chọn vào debug.html. Đây là cái nội dung của cái file, và sẽ thực hiện là đặt các cái breakpoint, tức là các cái điểm ngắt đối với cái nội dung của JavaScript. Và chúng ta có thể là đặt các cái điểm ngắt tại những cái vị trí mà cần debug, thì kích vào trong cái thanh hiển thị cái số dòng ở bên trái và kích vào đây. Đây thì có thể kích vào đây để thấy được cái nội dung, và muốn dừng cái sự thực hiện của cái chương trình tại những cái điểm ngắt này. Kích chọn Refresh, tức là sau khi lựa chọn các điểm ngắt thì kích chọn Refresh để cập nhật các cái thay đổi và thực hiện lại cái đoạn JavaScript. Refresh thì Chrome sẽ dừng tại cái điểm ngắt đầu tiên, đó là điểm ngắt này. Và bên cái cửa sổ ở đây thì có thể là thực hiện theo dõi AdWatch, ví dụ như cần theo dõi một cái biểu thức nào đó, ví dụ như A lớn hơn 9 hay không, nhấn Enter là bằng False. Và kích chọn đó là Step Over, di chuyển sang cái bước tiếp theo, thì lúc này A đã được gắn giá trị, tức là A gắn giá trị đó là bằng 5, và vì vậy biểu thức A bằng 5 là bằng true. Và tiếp đến là chương trình sẽ đợi chúng ta nhấn step over để thực hiện tiếp cái câu lệnh if, và kích vào step over để thực hiện tiếp, thực hiện cái câu lệnh console.log, thực hiện tiếp và di chuyển qua cái tab console thì chúng ta thấy được cái giá trị đó là A bằng 5 được in ra như thế này. Và kích trở lại tab sources, kích vào step over và di chuyển vào cái console thì in ra được cái dòng đó là complete. Kích vào source và resume, thì cái nội dung thực hiện sẽ in ra cái dòng đó là complete, và các cái thông tin, thứ nhất là thông tin các cái điểm ngắt được đưa vào ở trong trang, và thứ hai đó là các cái biểu thức dùng để theo dõi. Và với cái công cụ Developer Tool của Chrome thì cực kỳ mạnh và hiệu quả đối với các nhà phát triển web, giúp cho phép là theo dõi cái việc thực hiện của các cái đoạn mã JavaScript, cũng như là gỡ lỗi trong cái quá trình định nghĩa các cái thẻ HTML, và hỗ trợ cho chúng ta tìm hiểu các cái thông tin khi kết nối và hiển thị các trang web, và các thông tin về mạng, hiệu suất, bộ nhớ, vân vân, rất là nhiều thứ có liên quan. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.